Hiện nay thì tân sinh viên đã bắt đầu đến trường học tập, do đó nhu cầu về nhà trọ cũng tăng lên. Tại thành phố Cần Thơ, bên cạnh các nhà trọ có mức giá bình dân, gần đây các chủ nhà trọ đầu tư thêm nhiều trang thiết bị đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các trọ. Bên cạnh các phòng trọ có mức giá bình quân từ 800.000 đồng đến 1 triệu 500.000 đồng một tháng, nhiều chủ nhà trọ khu vực trung tâm thành phố đã sửa chữa và nâng cấp phòng trọ với dạng homestay. Mức giá dao động khoảng 3 triệu đồng một tháng, Loại phòng này có diện tích 25 m vuông, được trang bị đầy đủ máy lạnh, giường, tủ quần áo, TV, tủ lạnh, wifi. Ngoài ra còn có những dạng phòng cao cấp được xây dựng cửa khóa bằng dân tay, thang máy, trang bị camera và khu vực để xe, phơi đồ và trang bị nhiều thiết bị cần thiết cho khách trọ như máy giặt, máy lạnh, máy nước nóng, giá thuê nhà từ 4 triệu đến 4 triệu 500 ngàn đồng một tháng.